chào cả nhà. Lại là mình ở đây. Bữa nay mình ăn sáng cả nhà. Mình ăn sáng với cá ô. Sáng mình mua con cá ô cả nhà. Cá ô mình nấu ngọt. Thì chén nước ngọt đây cả nhà. Chỉ chén nước mắm. Mời cả nhà ăn sáng với Quốc Huy nha. Bữa ăn sáng vội vã của Quốc Huy episode trai miền cao. Sống. Sống từ nhà, ở trong nhà làm, mình mua. Nhà mình trồng, mình tự mình hái vô mình ăn luôn cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngon cả nhà. Buổi sáng vội vã quá. Quốc Huy trai miền cao cả nhà. Miếng nước ngọt. Ăn sáng xong rồi mình cũng vội vã ra mở bò ăn nha cả nhà. Để giờ quên chúc cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng thật nhiều vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành với gia đình nha. Sáng vội vã của Quốc Huy episode chỉ có cơm rau sống với cá ô nó ngọt. Hello, xin chào các bạn. Thì mình cũng mới vừa ra bò đây các bạn. Mới miếng bò cho anh em nghe các bạn. Nó đang lậu rộng đây này. Trời hôm nay cũng không có nắng các bạn ơi. Ui, bị đông nữa. Mưa suốt à. Mưa gần tháng rồi các bạn. Hơn nửa tháng rồi. Thì công việc của mình là ngày nào cũng ra chân bò các bạn. Nói chung là ngày nào cũng mình cũng chân bò. Tại vì ở nhà vừa làm ra công việc đấy không các bạn. Chờ nắng lên mình về mình chặt mía mà hôm nay không có nắng. Không chưa chặt được các bạn. Mình tiệm khô giấy túi các bạn. Buồn đây các bạn, buồn đây học kiếm lương nhiều lắm. Lương với cá trâu à các bạn, lương với cá trâu mà gọi cá trâu ta, cá trâu cắn á, không phải cá trâu lóc các bạn, cá trâu lóc là to dài, có bình dân, cá trâu đây là to nhất là mình còn cỡ cái gan liêm mà các bạn, là mình nếu mà con mà to nào to nhất là mình cái to hơn nữa, là to hơn rồi các bạn, thường là nó cỡ bị lớn đấy. Cá trâu đấy nó chua ngon lắm các bạn, là giang trong này chua em cực kỳ ngon. Ở đây trăm nữa các bạn, trăm cá nó tuyệt nha các bạn. Xin sáng ra không có cái gì như là bị điện vô các bạn, nó không có thì không xin sáng các bạn tuyệt.
chọn chân bò miếng các bạn ơi. Bánh này các bạn, mình quen bánh nha, đang dùng cái bánh để nhìn này. Bánh này à, bánh tết còn các bạn, tết là mùa tết. Cây mít giá 20 triệu không bán các bạn. 20 triệu không bán. Mít đây cây ước. Tới mùa trái sai lắm các bạn. Giờ đang ra bông ra này. 20 triệu không bán. Hai ôm. Mít đây chắc là hai ôm. Hai người ôm. Một người ôm không hết nha các bạn. Trái này chai trái lắm, cái mít chai trái lắm, trái nó chắc cục luôn hả. Chung dán càng cua đó. Cái chung đây mới đẹp này các bạn. Nhỏ cho mà cái túi thọ nó cao các bạn. Đấy, nhỏ thì mà túi thọ nó cao. Cái chung đây cũng khen à. Góc nó khỉnh to khỉnh.
chung trước màn hình này các bạn. Trả 15 triệu không bán các bạn. Xung cố thủ 100 năm. 100 năm mà các bạn. Thì cái lượng đất của mình ở đây thì mình nuôi bò đông cũng được các bạn ơi. Tại mình nuôi bò đông là không có có đuối cho nên thì thiếu có các bạn. Ồ, mới năm ngoái vừa rồi đây mình bán kẹp nghía, mình còn tính đỡ con nghi cái bơ bơ lại mình nuôi giống á, nhưng mà thiếu có các bạn, thiếu có anh mình nói chung là cũng kẹt tiền cho nên bán. Giờ nữa mình đỡ thêm nữa là không có có anh là quắc quá khô lắm các bạn, đi tìm có rác. Mà bây giờ là bò nó cũng rẻ các bạn ơi, mình mà mua rơm rẻ mà cho anh ăn thì không cũng có lời nhiều các bạn. Nói chung là mua rơm bây giờ cũng đắt. Rơm giờ mình tới là mình người ta ruộng người ta chở tới tới nhà cho mình ạ, là tầm 35.000 một cục các bạn, 35.000 một cục. Thì nó rơm rẻ nhiều quá thì cũng tốn tiền lắm các bạn ơi. 35.000 cục mà một ngày vậy là một con ăn cục một ngày mình tốn 35.000. Mà nếu mình nuôi nem bò nái vậy, nem mà bò nái mình nhân lên 35 nhân cho nem các bạn. Chưa nói cỡ mấy con nghé nữa, nếu mấy con nghé ăn rồi thì có khi không đủ các bạn, cho nên rất là tốn tiền luôn. Đó là một ngày mình cho ăn một cục rơm rồi, một con một cục á, mình phải cho có rác còn thêm nữa, cho nếu mà ngày ăn cục rơm làm sao các bạn, phải cho có rác nữa, có rác có sữa hoặc mình đi có hoài, cho nên chi phí cũng rất là cao các bạn. Bây giờ bò nói chung cũng giá nó cũng không có còn cao nữa các bạn. Giờ nhiều người ta thấy bò rẻ, người ta cũng dẹp, người ta không nuôi nữa. Đất cát thì người ta trồng keo các bạn. Còn mình thì đất ít quá, nếu như mình không nuôi bò thì không có thu nhập nha các bạn. Người ta đất nhiều, người ta trồng keo á thì nó cũng có lãi các bạn. Dù bây giờ keo bây giờ người ta một hát người ta kiếm được 50-70 triệu, mà nếu như mình bỏ ra một hát đất mình nuôi á thì mình cũng nuôi được cũng ba bò cái nái vậy, mấy bà bạn chắc ba con vậy, một hát đất á nuôi ba bò cái nái vậy có khi thiếu cỏ luôn. Mình phải cho cỏ thêm đồ rác rồi rơm rạ rồi, chứ nếu mà một hát đất mình nuôi ba bò cái nái em quanh em cũng không đủ các bạn. Thì khác đó người ta trồng keo người ta cũng kiếm được 50-70 triệu bạn, thì là 4-5 năm người ta thu. Còn mình nghe và nuôi bò nái thì nếu mà bò nhanh con thì cũng còn được, cái ông bò mà thì 5-7 tháng mà mấy triệu đồng các bạn thì không có lãi các bạn, ăn 5.5-2 năm con nghe thì đâu có lãi nữa các bạn. Ví dụ 3 con bò nái mà nó để ví dụ 1 năm 2 con và 2 nghế đực rồi các bạn, kiếm được 30-40 triệu. Còn nếu mà đi ăn cái thì không có nhiều tiền các bạn ơi, thì cũng có lãi, cho nên người ta trồng keo hết. Mình ít đất là mình trồng nuôi trồng bò. Hơn nữa ruộng đây mình trồng keo cũng được các bạn, thì mình tận dụng cái ruộng đây mình đỡ mình trồng nuôi bò. Chừng nào mà mình già cá mình chăn nó nữa không dẹp nghỉ, còn bây giờ còn đi được thì mình còn chăn nuôi, còn nuôi bò. Thôi mọi người cũng xin kết thúc video đây các bạn, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Wow.